Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu tiết số 1, bài 6, bất phương trình bậc nhất một ẩn, chương số 2, sách giáo khoa môn toán lớp 9, bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách của chúng mình ra, trang số 38 nào. Chúng mình sẽ đến với cái bài toán mở đầu nhé. Bạn Thanh có 100.000 đồng. Bạn muốn mua một cái bút giá là 18.000 và một số quyển vở, mỗi một cái quyển vở này giá là 7.000. Vậy thì hỏi bạn Thanh mua được nhiều nhất là bao nhiêu quyển vở? Đó, như vậy thì đối với cái bài này chúng mình có giải được không nhỉ? Giải được không các em? Như vậy thì để giải cái bài toán này này thì chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái phần tiếp theo của bài nhé các em. Mình sẽ gặp nó đây, ngay đây. Phần thứ nhất, khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn. Như vậy ở đây này, trong cái bài toán mở đầu này, nếu chúng ta ký hiệu số vở bạn Thanh mua được là x, tất nhiên là gì? X này phải là một số gì? Số dương, đúng không nào? Thì x phải thỏa mãn cái hệ thức là 7x. 7x có nghĩa là gì? Số quyển vở bạn mua được cộng cho giá tiền của một cây gì? Cái bút này này. 7x cộng 18 phải nhỏ hơn bằng gì? 100.000 đồng. Đúng không? Khi đó thì chúng ta nói cái hệ thức là gì? 7x cộng cho 18 này sẽ nhỏ hơn bằng bao nhiêu? 100. Ok không? Đó, vậy thì để giải cái này thì tí nữa chúng ta sẽ lại tiếp tục để tìm hiểu nha. Như vậy thì ở đây chúng mình quan tâm tới này, tới cái hệ thức này này, 7x cộng cho 18 nhỏ hơn bằng 100. Thì đây được gọi là bất phương trình với ẩn. Ẩn của nó ở đây chính là gì? Số x. X là cái số mà giờ chúng ta phải đi tìm này. Cụ thể ở trong bài toán này chính là gì? Số quyển vở mà bạn Thanh này bạn phải đi tìm. Đúng không? Số quyển vở bạn Thanh mua được mà chúng ta phải đi tìm nhé. Ổn không? Rồi, như vậy thì rõ ràng trong cái bất phương trình này thì 7x cộng 18 chúng mình gọi đây là vế bên trái này. Vì sao nhỉ? Nó nằm ở bên tay trái. Và 100 bên này nó nằm ở phía bên tay phải của cái dấu này này. Đấy, vậy thì 7x cộng 18 được gọi là vế trái và 100 này này gọi là vế bên tay phải. Chúng ta có thể biến đổi cái bất phương trình này về cái dạng này. 7x trừ đi 82 nhỏ hơn bằng 0. Vì sao? Vì 100 các em chuyển sang đây. Đó. 18 mà trừ đi 100. Đúng không? Thì có 18 nhưng mà nợ 100 thì chúng ta sẽ nợ 82 này các em. Đó, và cái hệ thức này chính là bất phương trình bậc nhất. Đấy, bậc nhất nha. Với ẩn đây là gì? Là x. Ok chưa? Rồi, như vậy thì đến đây chúng mình có một cái khái quát về bất phương trình. Các em cần ghi nhớ. Bất phương trình có dạng là ax cộng b nhỏ hơn 0 hoặc ax cộng b lớn hơn 0. Này, có cái dạng của nó này. Ax cộng b này nhỏ hơn 0 này. Ax cộng b này lớn hơn 0 này. Ax cộng b nhỏ hơn hoặc bằng 0 này. Và ax cộng b này lớn hơn hoặc bằng 0. Trong đó a, b đây là hai số đã cho. Và chú ý cái thằng a này này phải khác 0 nhá. Được chưa? Đấy, vậy thì cũng từ cái này mình sẽ nhận biết, nhận dạng được bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn. Đấy, chúng ta dựa vào đây để chúng ta xác định. Nếu có những cái bài toán liên quan tìm hay là xác định, hay ta hỏi đâu là bất phương trình bậc nhất một ẩn, đấy thì chúng ta dựa vào đây. Nhớ nhất là cái gì? A này phải khác gì? Khác không? Và nó không có cái số mũ nào nữa nhỉ. Như vậy bậc của x đây này lúc nào cũng phải là gì? Bậc nhất, tức là gì? Bậc 1 đấy các em. Ok.
Và để rõ hơn á, thì chúng ta sẽ thấy trong ví dụ 1, bất phương trình nào sau đây, đấy là bất phương trình bậc nhất một ẩn x. Đấy, giống như thầy vừa nói. Như vậy các em sẽ thấy này, 3x cộng 16 nó dạng này đúng không? AX cộng B bằng A nhỏ hơn 0 này. À đây, AX cộng B nhỏ hơn bằng 0 này. Đúng chưa? Đấy, vậy thì anh này là dạng này này. Câu B này, trừ 5x cộng 5 lớn hơn 0. Được không? Được. Trừ 5x cộng 5 thì nó cũng thuộc cái dạng đầu, AX cộng B lớn hơn 0. Được chưa? Câu C này, x mũ 2 trừ 4. Như vậy x ở đây các em thấy là gì? Số mũ của nó là số mấy rồi? Số 2 rồi, loại ngay. Câu D này, trừ 3x nhỏ hơn 0. Đấy, như vậy trừ 3x nhỏ hơn 0, đây cũng là một bất phương trình nha. Đấy, vậy thì chỉ có mỗi cái thằng này này không là bất phương trình. Vì sao? Vì nó là một đa thức bậc, bậc 2. Ok. Rồi, áp dụng nó chúng mình sẽ xử bài tập số 1. Dễ ơi là dễ ơi đúng không? Rồi, ta hỏi cái gì? Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình một ẩn x? Đấy, vừa mới xét cái ví dụ xong, đúng không? Nhớ. Như vậy thì câu A, câu A này, chúng ta thấy đây có là bất phương trình không? Có, đúng không? Câu B nào, 4x trừ 3 phần 2, có. Vậy thì chỉ có câu gì đây? Câu C đây này. Câu C này không phải này. Đấy, như vậy anh này là không phải nhá. Vì sao? Vì x mũ 3, x mũ 3 đây là gì? Nó là bậc 3 mất rồi, đúng không? Đây là một đa thức bậc 3, đúng không? Đấy, chứ không phải bậc nhất. Đa thức bậc 3. Đấy, giáo viên có hỏi thì chúng mình phải biết trả lời. Ok. Rồi, mình sang phần tiếp theo, đó là tìm nghiệm của bất phương trình. Xét cái bất phương trình này, 3x cộng 8 nhỏ hơn 20, khi thay giá trị x bằng 4 phần 3 vào bất phương trình này thì ta được này, chỗ nào có x thì mình thay bằng gì? 4 phần 3, 3 nhân cho x là 4 phần 3 cộng cho 8 nhỏ hơn 20. Đây là một khẳng định đúng. Vì sao không nhỉ? 3 nhân 4 12, 12 chia cho 3 thì được 4, đúng không? 4 cộng 8 là 12, 12 nó sẽ nhỏ hơn 2, 20. Như vậy thì ta nói 4 phần 3 hay là x bằng 4 phần 3, đây sẽ là một nghiệm của cái bất phương trình này. Ok. Rồi, khi chúng ta thay x bằng 5 thì chúng ta sẽ được là gì? 5 nhân 3 15, 15 cộng với 8 là 2, 20 mấy? 23. Như vậy 23 này nó không nhỏ hơn 20. Do đó đây lại là khẳng định gì? Sai. Đúng không? Khẳng định sai. Sai thì chúng ta sẽ nói x bằng 5 này không phải là nghiệm. Đấy. Vậy thì từ hai cái mà chúng mình xét ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái trường hợp này. X không được gọi là một nghiệm của bất phương trình AX nhỏ hơn BX nếu AX không nhỏ hơn BX không là khẳng định đúng. Ok. Và giải một bất phương trình là chúng ta tìm tất cả các nghiệm. Nhớ nhà, tất cả các nghiệm của bất phương trình này. Ok. Rồi, mình sẽ làm cái luyện tập 2 để rõ hơn nhé. Trong các số này này, người ta cho 3 số này, trừ 2 này, 0, 5. Số nào là nghiệm của cái bất phương trình này? Thì chúng ta chỉ thay giống như trên thôi. Hiểu không? Đấy, mình chỉ việc thay vào thôi. Ok. Đây, luyện tập 2. Như vậy mình sẽ xét cái thằng trừ 2 trước cho nhá. Thay x bằng trừ 2 vào đâu? Vào cái bất phương trình thầy viết tắt này, 2x
trừ đi 10 nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 0. Đấy, thì chúng ta sẽ được. Ok, chỗ nào có x mình thay bằng trừ 2 đúng không? 2 nhân cho trừ 2 trừ đi 10. Được chưa? Như vậy thì 2 nhân với trừ 2 thì là mấy? Trừ 4. Trừ 4 mà trừ đi 10. Trừ 4 trừ đi 10 thì bằng bao nhiêu? Trừ 14 đúng không nào? Vậy thì trừ 14 này này, nó nhỏ hơn 0. Đúng không? Vậy thì rõ ràng đây là gì? Đây là một khẳng định đúng. Đúng không? Đấy, đây là cái khẳng định đúng nhá. Ok. Được chưa? Rồi. Vậy thì đến đây, khẳng định đúng thì ta nói, chúng ta sẽ nói là gì? X bằng trừ 2 là gì? Nghiệm của cái bất phương trình 2x trừ 10 nhỏ hơn 0. Ok chưa? Đấy, đây trường hợp thứ nhất. Ok. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì chúng ta cũng lại thay x bằng 0 này. Thay x bằng 0 vào cái bất phương trình 2x trừ 10 nhỏ hơn 0. Đấy, thì chúng ta sẽ được này. Cũng làm như ở trên thôi. Đấy, cho nó xuống dưới này đi, cho nó cách ra, đúng không? Chỗ nào có x thì chúng ta thay bằng gì? 0. 2 nhân cho 0 trừ đi 10. 2 nhân 0 bằng 0. 0 trừ 10 thì vẫn bằng trừ 10. Như vậy đây cũng là gì? Khẳng định đúng. Đúng không? Đấy, đây cũng là khẳng định đúng. Như vậy thì mỗi một sách có một cái lập luận hơi khác nhau một tí. Đúng không? Các em xem trong bộ sách Cánh Diều hoặc bộ sách Chân Trời thì thầy cũng đã giải rồi. Đấy, vậy thì chúng ta cũng nói ở đây x bằng gì? X bằng 0 là nghiệm của gì? Cái bất phương trình 2x trừ 10 nhỏ hơn 0. Được chưa? Ổn chưa nào? Đấy. Tương tự như vậy mình lại tiếp tục. Thay x bằng mấy? Bằng 5. Đấy, thay x bằng 5 vào cái bất phương trình. Được chưa? Nó chỉ hơi dài dòng thôi đúng không? 2x trừ 10. Đấy, nhỏ hơn 0. Thì chúng ta sẽ được. Ok, mình cũng lại thay vào. Mình sẽ được cái gì nhỉ? À, chỗ nào có gì? Có x chúng ta thay bằng 5. Được chưa? Như vậy 2x 2 nhân 5 trừ 10, 10 trừ đi 10 thì bằng 0. Như vậy cái này 0 nó phải làm sao? Không, nó phải là bằng 0. Vậy thì đây là khẳng định gì? Sai. Đấy. Khẳng định sai rồi thì ta sẽ nói điều gì? À, ta nói x bằng 5 không là nghiệm. Được chưa? Đấy, cái kia đúng thì chúng ta khẳng định nó là nghiệm. Còn này sẽ là không là nghiệm của cái bất phương trình 2x trừ 10 nhỏ hơn 0. Được chưa? Đó. Vậy thì đến đây chúng ta kết luận. Vậy thì trừ 2 và 0 là nghiệm của cái bất phương trình 2x trừ 10 nhỏ hơn 0. Ok. Được chưa? Đấy, như vậy mình đã hoàn thành được cái luyện tập 2 này nhé. Rồi. Bây giờ mình sẽ sang phần tiếp theo, đó là để mà giải cái bất phương trình thì chúng ta sẽ giải như thế nào?
cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn. Chúng ta sẽ đến với hoạt động này. Xét bất phương trình 5x cộng 3 nhỏ hơn 0. Đây người ta ký hiệu là bất phương trình 1. Hãy thực hiện yêu cầu sau để giải cái bất phương trình 1 này. Ok. Rồi chúng ta sẽ làm lần lượt từng cái yêu cầu. Mình làm yêu cầu A trước này. Đấy, yêu cầu A trước nhé. Đây, thầy sẽ đưa nó sang đây nhé. Yêu cầu A. Rồi, sử dụng tính chất của bất đẳng thức cộng vào hai vế của phương trình 1 với trừ 3 thì ta được một bất phương trình khác. Đấy, chúng ta sẽ ký hiệu là gì? Là 2. Đấy, tính chất của bất đẳng thức. Khi chúng ta cùng cộng, đây là cùng cộng cho một số gì? Số âm này. Đấy, như vậy thì 5x này, 5x, đúng chưa? Cộng cho 3, tức là giờ chúng ta sẽ cùng cộng với gì? Với trừ 3, đúng không? Cộng cho 3, cộng cho trừ 3, cộng cho trừ 3 này, đúng không? Đó. Và bên này chúng ta sẽ là gì? Bên vế bên này sẽ là gì? 0 trừ đi gì? Trừ đi 3. 0 cộng cho trừ 3. Đấy, cho chính xác nhé. 0 cộng cho trừ 3. Đấy, cho nó đầy đủ chính xác. Rồi, như vậy mình sẽ biến đổi cái thằng này nhé. Vậy thì thằng này sẽ được là gì? Cộng 3 trừ 3 thì đây là hai số gì? Số đối. Như vậy ta chỉ còn 5x nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn trừ trừ 3. Đúng không? Rồi, và chúng ta ký hiệu đây là gì? Bất phương trình 2. Ok chưa? Đấy, như vậy mình đã hoàn thành được yêu cầu số 1. Sang yêu cầu 2. Sử dụng tính chất nhân hai vế của cái thằng 2 mình vừa tìm được đó, với 1,5. Đấy, nhân tức là gì? Chúng ta sẽ chia cả hai vế của nó cho hệ số của x là 5 để chúng ta tìm nghiệm của cái bất phương trình này. Đấy. Ok. Đây. Như vậy yêu cầu thứ 2. Câu B. Bây giờ mình sẽ nhân vào hai vế của thằng này này với 1/5. Đúng không? Đấy, thì mình cứ thực hiện thôi. Đây. 5x. Thầy viết thẳng luôn nhé. Nhân cả hai vế tức là nhân cho gì? Nhân cho 1/5. Đúng chưa? Đấy, đầy đủ. Đúng chưa? Bên này là gì? Trừ 3 nhân cho 1/5. Đấy, rất là chi tiết nhé. Nhân cho 1/5. Ok, đóng ngoặc lại này. Được chưa? Nhỏ hơn này. Trừ 3 này. Nhân cho mấy? Nhân cho 1/5. Chính xác chưa? Đấy, nhân cho 1/5. Tức là chúng ta chia cả hai vế của thằng này cho gì? Hệ số là 5. Đúng không? Đó. Như vậy thì đến đây chúng ta sẽ thấy là 5x. 5x nhân 1 là 5x. 5x mà chia cho 5 thì chúng ta sẽ tiêu diệt đi tử có 5, mẫu có 5 thì trên tử chỉ còn x. Anh này nhân lên. Trừ 3 nhân 1 là trừ 3/5. Đúng chưa? Đấy. Như vậy đây sẽ là trừ 3/5. Chuẩn chưa? Ok. Rồi. Đấy, như vậy mình đã hoàn thành được cái anh B này nhé. Và thì yêu cầu gì? Tìm nghiệm của bất phương trình này. À, vậy thì đây chính là nghiệm này. Vậy thì cái nghiệm của cái bất phương trình
Bất phương trình này là bất phương trình 2 đúng không? Sẽ là x như nào? Nhỏ hơn trừ 3/5, phải viết tắt như này. Ok chưa? Xong nhá. Rồi vậy thì qua hoạt động này á, thì chúng ta có một cái ghi nhớ nữa này. Ghi cái này vào nhá. Ghi nhớ cực kỳ quan trọng đó. Bất phương trình bậc nhất một ẩn AX cộng B nhỏ hơn 0, nhớ A phải khác 0, được giải như sau. AX cộng B bằng 0, A nhỏ hơn 0 thì AX sẽ nhỏ hơn trừ B, tức là ta chuyển B sang đây. Được chưa? Đấy, đến đây được chưa nhỉ? Rồi trường hợp này nè, nếu cái hệ số A đây này, hệ số A này này, nó lớn hơn 0 thì X sẽ nhỏ hơn trừ B trên A. Và nếu thằng A này này nhỏ hơn 0 thì X lại lớn hơn trừ B trên A. Chú ý cái chiều của bất phương trình này này, A lớn hơn 0 thì chúng ta vẫn giữ nguyên gì? Vẫn giữ nguyên gì? Giữ nguyên cái dấu, đúng không? Nguyên chiều của cái bất phương trình. Được chưa? Rồi, và nếu mà A nó nhỏ hơn 0 thì chúng ta phải làm sao? Ngược cái chiều lại. Đấy, hiểu đơn giản. Chiều ở đây tức là gì? Cái dấu này. Ok. Và các bất phương trình còn lại cũng được giải tương tự như thế này. Cứ có trường hợp là gì? A lớn hơn 0 thì chúng ta giữ nguyên. Và nếu số A này này là số âm thì bất phương trình sẽ đổi dấu nhá. Ok chưa? Rồi. Vậy thì từ cái này mình sẽ cùng đọc ví dụ số 2. Giải cái bất phương trình này trừ 2x trừ 4 lớn hơn 0. Đó. Như vậy thì người ta giải như sau. Trừ 2x lớn hơn 0 cộng 4, tức là ta chuyển con 4 sang đây. Hiểu một cách nôm na là cộng 2 vế của bất phương trình với mấy? Với 4. Cộng 2 vế với 4 thì có phải thằng này là trừ 4 cộng 4 thì nó bằng 0 không? Nên bên này chỉ còn gì? Trừ 2x. Đấy, 0 cộng với 4 chúng ta giữ nguyên này. Vậy thì trừ 2x lớn hơn 4. Đến đây có hai trường hợp xảy ra này. Hai trường hợp đúng không? Số x này này nhỏ hơn 4. Đúng không? Trường hợp này đây là số gì? Số A đây này là một số âm này. Có phải đây A là số âm không? A đây bằng âm 2 này các em. A đây nó là số âm. A là số âm thì x nó sẽ bằng 4 nhân với âm 1/2. Tức là gì? Cái này phải đổi dấu. Nhân 2 vế với số âm, tức là nhân cho âm 1/2. Và đổi chiều bất đẳng thức. Đấy, chú ý nhá. Được chưa? Rồi, và để hiểu hơn nữa, thực hành nhuần nhuyễn hơn, thì chúng ta sẽ xử cái luyện tập 3 này sang đây. Nhớ A lớn hơn 0 thì chiều của bất đẳng thức giữ nguyên. Mà nếu nó nhỏ hơn 0 thì chúng ta phải làm sao? Đổi, đúng không nào? Rồi, câu A này, 6x cộng 5 nhỏ hơn 0. Vậy thì có phải chúng ta sẽ được là 6x nhỏ hơn âm gì? Âm 5. Có nghĩa là chỗ này mình cộng cả gì? Cộng cả hai vế của thằng này với mấy? Với gì? Với âm 5, đúng không? Cộng hai vế với gì? Với âm 5. Đúng chưa? Được chưa ấy nhỉ? Rồi, vậy đến đây mình thấy số này là gì? Số A này là số 6. Vậy thì A dương, đúng không? A dương thì X sẽ nhỏ hơn cái gì đây? Công thức cái nè. Thì X sẽ nhỏ hơn trừ B trên A. Đấy. Trừ B là gì? Trừ 5. Trên A là trên 6. Được chưa?
Đấy, trừ 5 trên 6 thầy ghi như này nhá. X sẽ nhỏ hơn trừ 5 trên 6. Có nghĩa là lúc này mình sẽ lại là gì? Nhân 2 vế với mấy? Với 1 phần, phần 6. Đúng không? Đấy, ok không? Chuẩn chưa? Rồi, vậy thì đến đây ta kết luận. Vậy thì nghiệm của cái bất phương trình sẽ là gì? Ủa? X nhỏ hơn âm 5 phần 6. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì giờ chúng ta sẽ làm câu B. Cái này thì chúng ta phải làm theo mẫu này nhá, nhưng mà sau này mình giải thì không thể ghi được cộng với cái gì, nhân với cái gì nữa. Cứ chuyển vế sang các em ạ. Chuyển vế sang giống như chúng ta giải phương trình nhá. Nhưng mà nhớ cái dấu này thôi. Đấy, không có cần phải máy móc quá vậy đúng không? Trừ 7 này. 2x trừ 7 đây lớn hơn 0 này. Vậy thì nếu mà chúng ta chuyển cái thằng này sang đây á, thì có phải đến đây mình sẽ có là gì? Trừ 2x này nó lớn hơn trừ 7 đúng không? Đúng chưa? Đấy. Vậy thì cái này có phải là gì? Chúng ta cùng gì? Cộng 2 vế với mấy? Với mấy nhỉ? Với 7 đúng không? Đấy. Cộng 2 vế với 7. Ok. Vậy thì đến đây số A này là 2. Đây là số gì? Số âm. A mà âm thì bất đẳng thức phải đổi chiếu. X sẽ bằng gì? Đây, A mà âm thì X sẽ lớn hơn trừ B trên A. Đấy, X này giờ đang gì? Âm. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cho nó đổi chiều lại. Trừ B trên A. Tức là gì? Nó sẽ nhỏ hơn trừ 7 phần mấy? Phần 2. Ok chưa? Đấy, có nghĩa là chỗ này chúng ta lại nhân cả 2 vế với mấy? Nhân 2 vế thôi. Với trừ 1 phần 2 đúng không? Ok không? Rồi, vậy thì đến đây kem kết luận. Vậy thì nghiệm của cái bất phương trình là bao nhiêu? X sẽ nhỏ hơn trừ 7 phần 2. Thế thôi. Cũng đơn giản mà. Rồi, xong nhá. Và các em có thể đọc cái ví dụ 3. Giải cái bài toán ở tình huống mở đầu. Đấy, người ta giải cho mình rồi nhá. Như vậy cái số quyển sách mà bạn Thanh có thể mua này, 7x cộng cho 18 nhỏ hơn hoặc bằng 100. Các em chuyển sang đây thì ta sẽ được là 7x nhỏ hơn hoặc bằng 82. Vậy thì đây là số A này. A là số 7 là số dương, vậy thì x sẽ nhỏ hơn 82 phần 7. 82 chia cho 7 thì chúng ta sẽ làm tròn. Nó có thể mua nhiều nhất là bao nhiêu? 11 quyển. Ok. Chú ý, ta cũng có thể giải được các bất phương trình một ẩn đưa về dạng AX cộng B nhỏ hơn 0, AX cộng B lớn hơn 0, AX cộng B nhỏ hơn bằng 0, hoặc là X cộng B lớn hơn bằng 0. Ok. Đấy, như vậy ví dụ số 4 các em có thể đọc. Chẳng hạn đây thì chúng mình sẽ biến đổi đưa x sang, đúng không? Đưa x sang hết bên này, chúng ta bên này chỉ để vế, bên này chỉ để phần gì? Phần số. Còn phần mà có biến á thì chúng ta sẽ đưa sang bên vế bên tay trái. Đấy. Được chưa? Vậy thì vì sao đây trừ x với trừ 9 này thì chúng ta chia cả này cho gì? Trừ 1 này thì thằng này phải là gì? Đổi dấu này, hay nói cách khác A đây là số âm này. Đấy, thì bắt buộc nó phải đổi dấu nhá.
Ok, các em tự đọc cái đó. Có rồi, ví dụ 5 cũng có luôn rồi. Rồi, thầy sẽ làm với các em luyện tập 4. Luyện tập 4 người ta cho mình như sau. Luyện tập 4. Ok chưa? Giải các bất phương trình này. 5x cộng 7 lớn hơn 8x trừ 5. Đây, câu A thầy viết xuống đây đi để chúng mình dễ quan sát. 5x này cộng cho 7 này lớn hơn 8x trừ cho mấy? Trừ cho 5. Như vậy chúng ta sẽ chuyển x sang đây hết nhá. 5x này 8 chuyển sang đây sẽ phải là trừ trừ 8. Đúng không? Đúng chưa? Rồi lớn hơn này trừ 5 này, 7 chuyển sang đây kem phải là gì? Trừ trừ 7. Chuẩn không? Rồi có 5 mà nợ 8 thì chúng ta sẽ còn nợ mấy? Nợ 3. Lớn hơn mấy? Nợ 5 nợ thêm 7, nợ 12. Kem nhìn thấy ở đây số A là số gì? A đây là một số âm. Vậy thì thằng này phải đổi đổi dấu. Vậy thì x này này sẽ nhỏ hơn âm 12 chia 3. Đúng không? Phải không? À, âm 12 chia âm 3 chứ. 12 chia âm 3. Âm với âm thì bằng một số dương. Đấy. Được chưa? Vậy thì nghiệm của bất phương trình là x sẽ nhỏ hơn 4. Ok chưa? Rồi tương tự như vậy, mình sẽ làm câu B sang đây luôn nhé. Đấy, cho dễ quan sát đúng không? Câu B người ta cho như sau. Trừ 4x cộng cho 3 nhỏ hơn hoặc bằng, đây là nhớ dấu nhỏ hơn hoặc bằng, 3x trừ trừ 1. Đấy, đây là dấu nhỏ hơn hoặc bằng nhá. Ok chưa? Đấy, có cái dấu này mới được nhá. Vậy thì cũng như ở bên này, mình sẽ quăng thằng x này sang đây. Trừ 4x này. Trừ đi gì? 3x. Đúng không? Nhỏ hơn hoặc bằng trừ 1. Trừ đi 3. Đồng ý không? Quá đồng ý luôn đúng không? Nhớ đây có dấu nhỏ hơn hoặc bằng, không được quên nó. Nợ 4 nợ thêm 3 nữa thì chúng ta nợ nợ 7. Ok chưa? Nhỏ hơn hoặc bằng nợ 1 nợ 3. Đấy thì lại nợ nợ chồng nợ, nợ 4. Được chưa? Vậy thì mình nhìn thế này, đây là số âm. A là số âm thì thằng này phải đổi gì? Đổi chiếu. Đấy, được chưa? Như vậy nó sẽ lớn hơn 4 phần 7. Lớn hơn hoặc bằng. Đấy, anh này đổi chiều đi. Ok, vậy cũng kết luận thôi. Vậy thì nghiệm của cái bất phương trình sẽ là gì? X lớn hơn 4 phần 7. Ok chưa? Ok con dê chưa? Đồng ý chưa? Có cái gì thế này? Đồng ý nhá. Rồi, như vậy xong luyện tập 4. Chúng ta sẽ đến phần vận dụng này. Cùng giải bài tập vận dụng tiếp theo. Vận dụng tiếp nào. Vận dụng người ta cho cái gì đây? Bài toán. Trong một cuộc thi tuyển dụng việc làm, ban tổ chức quy định
Mỗi người ứng tuyển phải trả lời 25 câu. Mỗi người phải là 25 câu ở vòng sơ tuyển. Mỗi câu này có sẵn 4 đáp án. Trong đó chỉ có một đáp án là đúng. Người ứng tuyển chọn đáp án đúng sẽ được cộng là 2 điểm. Đấy, ai mà đúng á thì cộng là 2 điểm. Và nếu chọn sai thì bị trừ đi 1 điểm. Được chưa? Nhớ, sai thì bị trừ 1 mà đúng thì được cộng thêm 2. Ở vòng sơ tuyển, ban tổ chức tặng cho mỗi người dự thi là 5 điểm, tức mỗi người sẽ có 5 điểm để chúng ta gì? Lót tay. Và theo quy định, người ứng tuyển phải trả lời hết 25 câu. Ok, 25 câu đây đúng không? Người nào có số điểm từ 25 điểm trở lên mới được dự vòng tiếp theo. Hỏi người ứng tuyển phải trả lời chính xác ít nhất là bao nhiêu câu ở cái vòng sơ tuyển á, thì mới được vào cái vòng tiếp theo này. Anh mình được đọc cái đề chúng ta đã loát kịp chưa? Loát kịp cái đề chưa ấy nhỉ? Ok. Vậy thì bây giờ chúng ta cứ gọi cái gì đây? Hỏi phải trả lời chính xác ít nhất là bao nhiêu câu hỏi. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ gọi này. Gọi cái số câu mà cái người ứng tuyển, cứ dựa theo câu hỏi chúng ta ghi thôi, người ứng tuyển phải trả lời, phải trả lời gì? Đấy, chỗ thầy lại bắt đầu mưa nha các. Phải trả lời chính xác là gì? Là x. Như vậy thì rõ ràng cái thằng x đây này nó làm sao? X này nó sẽ lớn hơn số 0, đúng không? Và có thể là gì? Nó nhỏ hơn hoặc bằng 25 câu. Đấy, chứ nó không thể lớn hơn được 25 này, đúng không? Đấy, được chưa nhỉ? Rồi, vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Đây là số người ta phải trả lời chính xác là x, đúng không? Vậy thì với cái điều này thì cái số, do đó số cái câu mà cái người đây này ứng tuyển á, họ sẽ trả lời sai sẽ là gì? Sẽ là tổng số là 25 câu thì trừ đi gì? Trừ đi x câu đúng, đúng không? Thì nó sẽ ra câu sai gì? Đúng không? Đó. Rồi, như vậy đến đây được chưa nhỉ? Số câu đúng, số câu sai có chưa? Có rồi nhá. Theo bài ra, thì nếu mà trả lời đúng thì sẽ nhận được mấy điểm? Mấy điểm đây? Cộng thêm 2 điểm, đúng không? Đúng thì được cộng thêm 2 điểm nhé. Được cộng 2 điểm, đúng không? Nên, nên là gì? Nên là cái số câu, số câu gì? Đúng sẽ là, sẽ là gì các em? 2 nhân cho gì? Nhân cho x, đúng không? Ok chưa? Cũng tương tự như vậy này, tương tự thì cái số câu trả lời sai, số câu mà trả lời sai á thì sẽ bị gì? Bị trừ đi 5 điểm, đúng không? Chính xác không? Thì bị trừ 5 điểm.
Đấy, anh kia thì cộng 2, anh này bị trừ đi 5, 5 điểm. Đúng không nhỉ? Nên nên là gì? À, chỗ này chúng ta không phải là số điểm, à, số câu mà cái này phải là gì? Số điểm chứ. Nên là số điểm này. Số điểm nhận được ạ. Đúng không? Chứ cái này đâu phải là số câu đâu. Đúng không? Nhận được khi trả lời đúng. Ok. Sẽ là gì? Là x nhân cho gì? Nhân cho 2. Đúng không? Đấy, thằng này đưa ở đây nhá. Chính xác chưa? Rồi. Vậy thì cũng tương tự như vậy á. Thì khi mà trả lời sai á thì anh ta bị trừ mất mấy điểm? 5 điểm. Nên là gì? Nên là cái số gì? Số điểm sẽ bị mất đi, đúng không? Đúng không? Mất đi khi mà trả lời sai sẽ là gì các em? À, trả lời sai sẽ là bao nhiêu? 25 này. Đây, trả lời sai này, 25, thầy viết đây nhá, 25 trừ đi x nhân cho mấy? Nhân cho 1. Đúng không? Ok chưa nhỉ? Rồi, và đến đây thì được chưa? Và người ta cho cái gì nhỉ? Người nào có số điểm 25 điểm ứng tuyển phải trả lời. Không, người ta cho bao nhiêu điểm đây này? À đây, ban tổ chức tặng cho mỗi người dự thi là 5 điểm. Và theo quy định, tức là gì, người ta chỉ tặng cho bao nhiêu? 5 điểm để làm gì? Làm vốn. Có cái này là trừ cho 2. Ok, và sai đây. Sai này trừ có 1 điểm thôi. Ok ok, xin lỗi nha. Tại sao thầy này ghi là 5 điểm? Thầy nhìn đây, số 5 đây. Rồi, như vậy đến đây được chưa? Rồi. Trời mưa hơi to nên có thể các em sẽ không nghe được, đúng không? Cũng theo bài ra. Tiếp tục là theo bài ra. Thì mỗi người được tặng mấy? Tặng 5 điểm. Đúng không? Mỗi người dự thi á, thì sẽ được tặng 5 điểm. Đúng không? Vậy thì cái người ứng tuyển, á, phải làm sao? Người ta sẽ nhận được cái số điểm. Đây là cái số điểm nha. Sẽ là số điểm của cái người ứng tuyển này sẽ là gì nhỉ? 2x, 2 nhân x tức là gì? 2x, đúng không? Đây, trừ cho số cái điểm mình bị mất đây này, tức là gì? Thằng này vẫn là 25 trừ x thôi, đúng không? Chính xác không? Và cộng thêm gì? Cộng thêm 5 điểm. Đây, vẫn cứ để nhân 1 ở đây nhé, không có nhiều ông lại bảo ở đâu ra. Được chưa? Thì nó phải bằng cái gì? Bằng cái gì đây? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ triển khai nó ra được bằng bao nhiêu đây? 2x này, phá ngoặc ra nhá. 2x trừ cho 25, đúng không?
trừ cho gì? Trừ cho x cộng cho gì? Cộng cho 5. Chúng ta cho cái này nó bằng 0 đi. 2x trừ đi x từ từ, đây là dấu trừ thì đây phải cộng x này, cộng x nè. Đấy, chú ý nhờ, đằng trước có dấu trừ bỏ ngoặc ra. Như vậy ở đây chúng ta sẽ được là 3x 25 nợ 25 mà có 5 thì chúng ta sẽ nợ nợ bao nhiêu? Nợ 30. Đúng không? Đó. Như vậy thì cái này sẽ còn là 3x trừ 20. Đúng không? 3x trừ 20 đúng không nào? Số điểm đây là gì? 3x trừ 20 nhá. Mình sẽ đưa cái này lên đây nhá. Ok chưa? Ok, tức là mình rút gọn cái thằng ở trên đó. Thì chúng ta sẽ được đây là gì? 3x trừ cho 2, 20. Đồng ý nhỉ? Rồi, đến đây được chưa? Vậy thì để... Mùa to quá, không biết em có nghe được không? Để cái người đó mà trúng tuyển á, để cái người đó trúng tuyển thì cái số điểm phải làm sao? Phải đạt bao nhiêu đây? 25 điểm trở lên đúng không? Đúng không? Phải đạt là 25 điểm trở lên. Chính xác không? Nên chúng ta sẽ có cái gì? Cái bất phương trình. Ok. Như vậy đến đây được chưa? Lấy cái này thôi. 3x nè, trừ đi gì? 20 sẽ phải gì? Lớn hơn hoặc là bằng 25. Đấy, mình đi giải cái này ra thôi. Đấy, quan trọng nhất là cái mấu chốt ở chỗ này này, vì sao ra 3x trừ 20 phải đã giải rồi nhá. Vậy thì đến đây quay lại thôi, là chúng ta sẽ giải quăng 20 sang đây. 3x lớn hơn hoặc bằng 20 mà cộng cho 25 thì chúng ta sẽ được bao nhiêu? 45. Được chưa? Đấy. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy này, số A đây là 3, tức là số dương. Số dương thì chúng ta vẫn giữ nguyên nguyên chiều, nguyên dấu 45/3. B trên A, đúng không? X lớn hơn 45/3. Tức là gì? Tức là cái thằng X này phải lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu? 45 chia 3 thì nó sẽ là 10, 15. Ổn chưa? Như vậy thì x này sẽ phải lớn hơn hoặc là bằng bao nhiêu? 10, 15. Vậy thì mình so với cái điều kiện xem nào. So điều kiện của chúng mình lớn hơn 0 nhưng mà nhỏ hơn bằng 25. Ok chưa? Vậy thì so với điều kiện đây, chúng ta sẽ thấy là thỏa mãn cái điều kiện. Thỏa mãn cái điều kiện mà chúng ta đề ra. Lớn hơn 0, nhỏ hơn hoặc bằng 20, 25. Đấy, như vậy thì đến như chúng ta kết luận gọi x là cái gì thì chúng ta trả lời cái đó. Vậy thì cái người ứng tuyển phải trả lời gì? Ít nhất bao nhiêu? 10-15 câu hỏi thì mới gì? Mới trúng tuyển. Ok, thế thôi, vào vòng tiếp theo đúng không? Ok. Rồi, như vậy thì chúng mình đã xong được cái phần lý thuyết của cái bài này nhá. Và hẹn gặp lại các em ở trong phần bài tập.
từ bài số 2.16 cho đến bài 2.20. Ok, đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video cho các bạn nhá.